Tôi muốn nói với cậu điều này. Chỉ có cậu có thể giúp tôi thôi. Hả? Sao ai cũng có chuyện muốn nói với tôi thế? Thôi được rồi, cả hai cùng nói đi. Tôi là ma sói. Thật ra tôi là ma cà rồng. Chỉ có vậy thôi sao? Tưởng gì? Hả? Cái gì thế này? Ba bọn chúng hợp tác với nhau sao? Thật là thú vị. Trước mắt thì ở đằng kia có tận hai con mồi rồi đấy. Tiến hành thôi, mà sao biết bàn. Cái gì thế này? Hai người là ma sói và ma cà rồng thiệt à? Đừng có đùa với tôi chứ. Đúng rồi, tôi là ma sói thiệt nè. Ê thằng bốn mắt, mày còn cười đó hả? Nếu mà mày là ma sói thì tao đã tiễn mày về thiên đường. Hả? Mày lại có quái gì thế? Sao tao đấm mày không sao cả? Tuyệt, tuyệt, mình không bị sao cả, mình không hề bị hấn gì cả. Mày cười cái gì? Mày bị điên à? Này Vivian, chúng ta hãy mau kiếm chỗ nào đó tránh xa cậu ấy đi. Tôi có chuyện này mới nói với cậu. Hả? À, tại sao phải bỏ đi chứ? Hắn ta là sói mà, tôi sẽ chia tiền hắn. Mà cô nữa, cô cũng là ma cà rồng. Cậu cứ đi theo tôi đi, đây là một cái chuyện gấp, đi nào. Cái gì? Nhưng mà... Mày đứng yên đó cho tao, tiền cho tao quay lại. Thành công rồi, vui quá đi. 5, 4, 3, 2, 1. Không, cuộc chiến đêm cuối cùng của 9 người lớp học ma sói bắt đầu. Rồi chả bắt đầu rồi đấy các cậu. Carol, vậy là cậu muốn tham gia cùng với tớ ư? Nhưng mà có điều gì chứng minh cậu không phải là sói không? Nếu như các cậu không tin thì hãy xem đi. Đây là lá bài của tớ. Thật ra ban đầu tớ là bảo vệ cơ. Nhưng mà vào ngày hôm qua, từ ma sói biết bang bằng một cách nào đó đã biến nó thành nhân làng lại rồi. Cái gì cơ? Ma sói biết bang biến cái lá bài bảo vệ của cậu thành nhân làng á? Chuyện khó tin nhỉ? Các cậu hãy tin tới đi mà. Thôi rồi, tớ tin cậu mà Carol. Thực ra thì ngày nào sách cũng nói cậu là dân làng cả, cho nên là bọn tớ thấy cũng đúng. Bây giờ tớ chẳng biết làm cái gì nữa. À, nàng Yasu, cậu tính chia đội thế nào? Vẫn như mọi lần, chúng ta sẽ chia làm hai đội nhỏ. Tớ, Yaki và Carol sẽ là một đội. John và Yuri sẽ là một đội nữa. Và hai đội chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm kho báu. Nếu như chúng ta vô tình gặp ma sói hoặc là ma cà rồng thì hãy cố gắng chiến đấu hết sức nhé. Tớ tin là các cậu sẽ làm được. Tớ hiểu rồi, tớ đã chuẩn bị sang vũ khí rồi đây. Tên ma sói nào lại đây là tớ sẽ chém với nó một trận. Tớ và Yuri không hề yếu đâu. Suốt cả mấy tháng trước, tớ và cậu ấy đã cùng nhau học võ và rất là nhiều môn khác để có thể chuẩn bị cho ngày hôm nay. Biết vậy tớ có học võ cho rồi. Rồi các cậu, chúng ta đi nào. Chúc may mắn. Bây giờ cô mới nói gì nó lẹ đi. Tôi còn phải ra ngoài xử hắn na nữa. Có khi hắn chạy đi mất rồi. Thật ra là chuyện này rất là khó nói, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cậu sẽ làm được. Bởi vì vậy, tôi là Macaron. Cậu hãy giết tôi đi. Cô bị điên à? Tôi có phải là thợ săn nào mà giết cô được chứ? Mà khoan đã, trong những ngày đó là cô thường xuyên dạy thêm cho tôi, thì là sao cô có thời gian ra ngoài được chứ? Vivian, mong rằng là cậu sẽ tin tôi. Nhưng mà cái tên Macaron họa sĩ ấy và tôi hoạt động một cách độc lập. Hả? Ngay từ ngày đầu tiên phát hiện ra lá bài của mình là ma cà rồng, tôi đã rất là khó xử và sẽ tự nhủ rằng là sẽ tiết lộ lá bài của mình. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, lá bài của tôi đã tự động kích hoạt và tên ma cà rồng đã lộ diện trước mặt tôi. Hắn ta không cần tôi phải biến hình gì cả. Đại sĩ, người hãy nghe đây. Ta biết rằng là ngươi định sẽ không sử dụng ta và sẽ khai ra với mọi người. Bởi vì thế, từ giờ tới đi, ta sẽ hoạt động riêng lẻ với ngươi. Nếu như ngươi tiết lộ điều này với bất kỳ một ai, thì ta sẽ giết bọn chúng một cách man rợ nhất. Và khi thắng rồi, ta sẽ ước một điều ước mà ngươi không thể nào tưởng tượng nổi. Hiểu chưa? Lời nói của hắn có một sức nặng khủng khiếp. Tôi không thể nào mở miệng nổi. Tôi đã rất là run sợ với chính lá bài của mình đang giữ. Tôi lúc ấy đã mất đi ý chí, nhưng phải giả vờ lạc quan trước mọi người. Rồi tôi đã bày nghĩ ra một kế hoạch. Tôi đã kiếm cớ mở ra một buổi học thêm vào buổi tối. Nếu như mọi người vẫn ở trong phòng mà ở ngoài kia vẫn có sự hiện diện của ma sói, tức là bên trong phòng sẽ trở thành bằng chứng ngoại phạm cho các cậu là ma sói. Và cũng nhờ buổi học đó, tôi đã phát hiện ra Jack là ma sói. Nhưng với tính cách của cậu ta, tôi đoán cậu ấy chỉ là ma sói nâu mà thôi. Và cho đến tận lúc này, tôi mới có thể an tâm rằng cậu chính là người tôi tin tưởng. Vivian, xin hãy giúp tôi. Cô nói gì mà tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Nói chung á là cô cứ đi theo tôi sẽ xử lý một chúng cho. Chà, Daisy, ta đã bảo ngươi là ngậm miệng lại rồi mà. Có vẻ như là ngươi đã đi quá giới hạn mà ta cho phép rồi. Này Daisy,
cô hãy nấp sau lưng tôi đi, để tôi cho. Này tới mắt cái đồng hạ sĩ, ta ở nhau với mày rồi chưa hả? Rồi, ở nhau với ta rồi mà, phải không nào? Mà sao biết bạn, người cũng ở đây sao? Này, xem ra nếu như chúng ta hợp sức lại thì có thể đánh bại được tên Vivian này đấy. Phải, cùng nhau tự nhắn xuống địa ngục nào. Các người nghĩ rằng là ta sẽ sợ các người khi các người hợp tác lại sao? Làm rồi, nhà mua đi, ta chấp hết. Sao yên tĩnh thế nhỉ? Bà có thấy vậy không hả Yuri? Ừ, tôi cũng như thế. Bọn họ ở đâu cả rồi? Các cậu đây rồi. John, Yuri, tớ tìm hai cậu mãi. Lại đây đi, tớ có chuyện cần nói nè. Yuri, bà cẩn thận nha. Cái tên Oscar này có vẻ khả nghi đấy. Nếu như hai cậu không lại đây thì hai cậu có thể chết đấy. Kho báu nào ở chỗ nào nhỉ? Hình như trong đây chỉ có một Oscar là giữ cái bản đồ thôi. Oscar khóa cửa phòng lại rồi, không có cách nào để khám xét phòng cậu ta cả. Ngày cuối gì mà chán thế này. Trong tu viện có âm thanh gì thế nhỉ? Gì thế? Mới đến nhau cái đường 5 phút mà ngươi đã thở hồng hộc rồi sao? Có vẻ như là giờ chơi con ngươi đang được đếm ngược. Thế mà cũng hụt. Cái gì hả? Nhà tù máu. Chuyện gì thế này? Ủa, cái gì đây? Tao tặng cho ngươi một cái nhà để ở đấy. Có thích không nào? Mày đừng có đùa nữa, thả tao ra mau. Làm tốt lắm Macaron hạ sĩ. Giờ thì đến lượt ta nha. Tuyệt lắm, một khi nằm trong lòng thì không thể thoát được các tuyệt chiêu của ta. Hắn ta đã chết rồi. Tốt, thế là chúng ta đã trút đi một gánh nặng rồi. Để ta thu thập máu của hắn đã. Khoan đã, có gì đó không ổn. Ta không hề hay máu của hắn ở đâu cả. Thật ư, ngươi có lầm không? Đừng có nói với ta là... Này mà sao biết bạn, mày vẫn chưa rút ra một bài học nào à? Ta nói rồi, ta sẽ không bao giờ chết cho đến khi nào ta đánh bại được hàng Yuki. Gì thế? Đây là lần thứ hai mày có thể né được đòn của tao đấy. Tao là bất tử. Mày chết đi. Tao đã hiểu một chút gì đó về khả năng của mày rồi ma sói ạ. Tao sẽ bị phát nổ mỗi lần chạm vào người mày. Bởi vì thế, tao sẽ dùng những đồ vật khác để tấn công mày. Thằng khốn Vivian này cũng khá đấy. Không ngờ ngươi có phát hiện ra. Mày cười cái gì? Mày bị điên rồi à? Giá như mà ta đang nghĩ đến điều này sớm hơn. Ta là Macaron mà ta lại quên mất thứ này. Ý mày là sao? Tuyệt kỹ câm lặng. Gì thế? Vivian, cậu có sao không? Này, Daisy, cô làm gì còn ở đây vậy? Xin lỗi, tôi không thể ra ngoài được. Macaron hắn ta đã chặn cửa từ trước rồi. Macaron hạ sĩ, mày gan lắm, mà dám đánh tao cơ à? Được lắm, tao sẽ cho mày thế nào để lộ. Mày đừng có khóc nhé. Hả? Kỳ thế, kỹ năng của mình. Mày đã làm gì tao hả? Chủng tộc Macaron ta có một thứ kỹ năng đặc biệt mà không có bất kỳ một loài nào có thể làm được. Đó là câm lặng, tức là vô hiệu hóa kỹ năng. Mày đã quên mất điều này. Giờ thì tình thế đã thay đổi rồi nhé. Thôi không Vivian, cậu có sao không? Daisy, cô hãy lùi ra sau đi, tôi tự lo liệu được. Để tôi giúp cậu gỡ cái này ra cho. Không sao rồi, nó đã bị dính chặt xuống đất. Đau quá. Nè, mày làm cái gì thế hả? Thả cô ấy ra mau. Thả ta ra nữa. Daisy, không ngờ mày là cái đồ phản bội. Ta đã nói với mày rằng là không kể việc này cho ai mà. Tại sao mày lại cãi lời tao hả? Nói đi, hay là mày muốn chết hả? Ngươi không thấy được ta đâu, bởi vì ta đang nắm giữ lá bài của ngươi mà. Phải, ta không thể giữ được ngươi. Ta cần ngươi sống để ta đầy đủ điều ước. Nhưng
Ta có thể giết được cái thằng người Enderman ngu ngục này. Ngươi đã bị mất đi sức mạnh. Ta thắng rồi nhé, Vivian. Vĩnh biệt. Jackie. Các cậu có thấy không? Các cậu thấy gì không? Tôi vừa đá một tên Macaron kia bay tận đằng kia luôn. Hay quá đi, hay quá đi. Cái thằng ngốc này có thế mà cũng khoe. Hãy dịch chuyển mọi người đến nơi an toàn đi. Ủa, cái tên mà sau đó bị làm sao thế? Hả? Cậu kêu tới là chuyển á. Nhưng mà dịch chuyển một cách nào tao có biết làm đâu. Trời ạ, à, giờ mày vẫn còn bị mất trí nhớ à? Hồi trước á là tao định cầm búa lên gõ vào đầu mày, mày không chịu. Giờ không phải lúc để trách Jackie đâu. Vivian, nếu như cậu biết thì hãy mau chạy vô cậu ấy đi. Bây giờ Jackie, mày hãy nghe kỹ đây. Hãy tập trung suy nghĩ lại, dồn mọi năng lực dịch chuyển tức thời vào lòng bàn tay. Sau đó, giơ tay lên niệm phép, tập trung vào thứ cần dịch chuyển là được. Hiểu chưa? Bây giờ thì làm đi. Được rồi, để tao làm thử nhé. Tập trung nào. Tập trung vào lòng bàn tay, sau đó giơ lên. Hey! Ồ, cảm ơn ngươi đã thả tự do cho ta nhé Jackie. Ôi trời hả, cái thằng ngu này thật là mất mặt tộc người Enderman. Jackie, ngươi được lắm, nhìn đánh lén ta. Cái gì, ai biết đâu. Jackie, mày tập trung lại coi nào. Ngươi làm cho ta nổi giận thật rồi đấy. Hả? Ủa, mọi người đâu cả rồi? Hình như là cậu vừa dịch chuyển mọi người sang chỗ khác rồi đấy. Cậu có biết họ ở đâu không? Thật hả? Yeah, thành công rồi, cuối cùng có làm được. Mà họ ở đâu thế? Mọi người đã xong chưa vậy? Tình hình là bọn họ biến mất cả rồi. Carol, cậu đã tìm ra thứ gì chưa? Có thứ này tớ hơi bất ngờ đấy. Đó chính là Oscar đã đưa cho tớ cái bản đồ kho báu và nói là không cần đến nó nữa. Rồi sau đó cậu ấy đi mất. Hả? Vậy là chúng ta đã có bản đồ kho báu một cách dễ dàng vậy sao? Thôi được rồi, chúng ta đến chỗ kho báu nào. Theo như tớ thấy thì nó đang nằm ở gần sân thượng đấy. Ồ, có vẻ như là không xa lắm. Phòng gì đây? Tớ nghe đồn rằng đây là phòng mà Oscar thường xuyên làm việc. Có vẻ như là cậu ấy đã bí mật chế tạo một thứ gì đó. Cửa này không thể mở ra được. Jackie, cậu thử dịch chuyển vào trong nhé. Ok, cái này là chuyện nhỏ thôi. Hả? Cái chỗ quái quỷ gì đây? Sao mười bừa bộn thế này? Đây có phải là cái phòng bí mật của Oscar không vậy? Mà trong đây chẳng có thứ gì gọi là cỗ máy phát minh của Oscar cả. Hay là... có khi nào cậu ta đã mang những cái thứ đó ra ngoài được không? Nguy hiểm quá, phải báo với Yasu thôi. Hãy cùng nhau thử vận may với Jackie nào. Vòng quay may mắn với quay 1 trúng 10 cực đỉnh. Cơ hội nhận lên đến 9999 kim cương. Mua ạc FIFA giá rẻ tại shopjackie.vn. À, cái gì thế? Ủa, tại sao lại mình lại ở ngoài biển? Yuri, hắn ta tính chạy rồi kìa. Hãy cố gắng lên nào. Cái gì đây? Vậy đối thủ của ta sẽ là hai đứa bọn bay à? Được thôi. Bọn ta nhất định sẽ tiêu diệt được ngươi. Hãy ra đòn đi. À, ta hiểu ý đồ của các ngươi rồi. Hai ngươi nghĩ rằng là cô lập ta giữa biển cả thế này thì sẽ không tấn công được phải không? Thật sai lầm. Ta có thể chém từ xa đấy. Chém từ xa ư? Hãy xem đây. Đòn đánh của hắn mạnh quá. Khoan đã, Trân bị thương nặng hơn mình, cậu có sao không? Mình chỉ bị xây xước nhẹ thôi. Này, tại sao ngươi lại không chế động tấn công cả hả? Ta không có ngươi mà giết ngươi Yuri ạ. À, ta sẽ giết hết tất cả, chỉ trừ lại mình ngươi thôi. Một khi số lượng sói và Macaron bằng hoặc là nhiều hơn số lượng dân làng thì bọn ta sẽ tự động chiến thắng. Vậy là kế hoạch thất bại rồi. Đây là thứ cuối cùng tôi có thể làm thôi. Yuri, bà không sao chứ? Nhìn các ngươi vật vã trên biển lại khiến cho ta có thêm cảm hứng để vẽ rồi.
Nhìn thấy người hấp hối mà ta cảm thấy hơi bị tội. Được rồi, để ta kết liễu luôn nhé. Ôi, cái đêm hôm nay ta xài nhiều mực quá, hết mực rồi. À, Trôn, ngươi... À, Trôn, ngươi chạy máu khá là nhiều đấy. Để ta qua lấy một tí nhé. Ta đành phải rút bớt mực của ta trên cây kiếm này để xây một cây cầu vậy. Hắn ta xây một cây cầu bằng máu thiệt kìa. Ôi không, phải làm sao ở đây? Cây cầu không đẹp như ta mong muốn. Ta sẽ vẽ nó chi tiết sau. Giờ thì, đến lúc ta cung cấp thêm mực để vẽ rồi. Sau khi có mực rồi, ta sẽ tiêu diệt ngươi bằng thứ gì nhỉ? Một con dao, kiếm hay là súng nhỉ? À, hay là ta nên tiết kiệm một cú cắn của mặt cà rồng chăng? Trôn, vĩnh biệt ngươi. Gì thế? Hai ngươi gọi cái gì? Bộ gần chết rồi điên rồi hay sao? Vivian, tại sao ngươi lại thảm bại thế này? Sao không đấm tay một cú nào vậy? Bộ, không dám đấm hay sao mà lại chịu đòn thế kia? Mày là ai hả? Hãy lộ diện đi. Ta không có ngu mà lộ diện để tạo cơ hội cho ngươi tấn công. Ta sẽ lợi dụng trong thời gian ngươi bị vô hiệu hóa kỹ năng này để tiêu diệt ngươi. Không có khả năng di chuyển tức thời, ngươi chả là cái gì cả. Vĩnh biệt. Cảm ơn ngươi nhé, Ma Cà Rồng Họa Sĩ. Bởi vì ngươi mà ta... Có gì thế này? Ngươi là ai? Ây, thật là xấu hổ quá đi. Không ngờ cũng có lúc mình cũng phải nhờ sự tới giúp nội tại của bản thân mình. Cảm ơn ngươi nhiều nhé. Sao điện? Chuyện này là sao hả? Ta nhớ làm gì có số điện trong đầu cho lần này. Hắn là một phần trong cơ thể của ta. Hả? Vivian, hiện ra là cậu ở đây. Daisy, tôi đã bảo cô đừng có ra ngoài này mà, nguy hiểm lắm. Tôi không sợ, tôi sẽ chiến đấu cùng cậu. Dù sao, tôi cũng phải hy sinh để giành lại chiến thắng mà. Và đây, cậu hãy mặc bộ giáp này vào. Nó sẽ giúp cậu chống lại những vụ nổ của tên ma sẽ biết bang đấy. Cô lấy cái áo này đâu ra vậy? Để tôi mặc thử nào. Cái áo trong suốt luôn nè. À, cái áo này thật ra là của... Hả? Cô nói thật sao? Hai người đang thì thầm cái gì đấy? Ta ở đây cơ mà. Ồ, khoan đã. Năng lực phù hủy hóa kỹ năng của Ma Cà Rồng đã hết đi thời gian rồi. Ta đã có lại sức mạnh. Đến lượt ta phản đòn nhé. Người đã đấm ta khoảng 20 cái rồi. Không thể nào. Wow, cái áo cô đưa lợi hại quá. Tôi có thể chiến đấu một cách dễ dàng rồi. Cảm ơn cô. Cô làm tốt lắm, Vivian. Hãy cố gắng phần còn lại nha. Tôi tin tưởng ở cậu và những người còn lại. Này Daisy, cô bị sao thế? Tôi nghĩ rằng Ma Cà Rồng đã bị đánh bại rồi. Đồng nghĩa với việc là tôi sẽ hy sinh tại đây. Khi chiến thắng rồi, tôi hy vọng là sẽ được gặp lại cậu, để thấy cậu học tập tiến bộ thế nào, để tôi nhìn thấy bông cúc trắng mà tôi tặng cậu đã chăm sóc ra sao. Dù có bị mất đi ký ức, tôi vẫn sẽ chờ. Tạm biệt. Này, mọi người cười cái gì hả? Bộ điên rồi sao? Đến lúc là Yuri, hành động thôi. Ừ. Kêu quá gì thế này, bọn chúng đâu cả rồi? Chợ máu đỏ đã bị tan trong biển rồi. Mình không thể nào sử dụng để làm mực vẽ được. Bọn nó đã tính toán trước. Ô, kia rồi, thằng Thôn nó đang lên bờ để chạy trốn. Ngươi có chạy đằng trời. Mình không cần máu nữa, mình chỉ cần cắn nó là được. Một cú cắn đầy mạnh mẽ, con mồi này sẽ không thể nào sống nổi. Đúng, ta không thể sống nổi, và ngươi cũng vậy. Hả? Những gì ngươi đang làm thật sự là có cố gắng. Nhưng rất tiếc, ngươi đã thất bại rồi. Ngươi không phải là Trôn sao? Cứ quái gì thế? Hay lắm Yuri, kế hoạch thành công rồi. Bà giải trai thật đến nỗi không ai nhận ra bà là con gái cả. Này, hai người đã đánh trái bộ đồ cho nhau sao? Phải, tất cả đã nằm trong tính toán của bọn ta. Bọn ta đã được một người tiết lộ nhược điểm của ngươi nhờ vào cuốn từ điển phần thưởng hôm trước cậu ấy tìm được. Cậu ta còn tiết lộ khu vực bất lợi nhất cho Ma Cà Rồng nhất, đó chính là ở ngoài biển. Bởi khi máu người ngấm vào nước, nó sẽ tan ra
và mắt cà rồng sẽ không thể nào dùng nó để vẽ được. Bọn ta thừa biết ngươi sẽ không giết thợ săn, bởi vì thế khi rớt xuống biển, bọn ta đã bí mật đổi đồ cho nhau và ngươi đã bị sập bẫy một cách nhanh chóng. Một cú cắn vào cổ thợ săn như ta bằng hành động quá hấp tấp của mình. Mắt cà rồng hỏa sĩ, ngươi đã phải trả giá. Không thể nào, không thể nào, ta muốn chiến thắng tựa này cơ. Hắn ta đã bị tôi diệt rồi. Tôi sẽ phải hy sinh rồi đó. Ông không khóc hả? Bà bớt giỡn đi, tôi mà khóc cái gì chứ. Còn tôi thì muốn khóc rồi đây. Nhưng mà tôi không muốn khóc như hồi đó nữa. Tôi sẽ cố gắng nhịn. Nghe nói là hồi trước bà khóc vì tôi chết hả? Có lẽ là tôi nên khóc để có qua có lại. Nè, nhìn mặt của ông mà khóc lên á là trông đáng sợ lắm đó. Đừng có làm hành động đó nha. Cái gì vậy? Tôi đã đến giới hạn rồi. Tạm biệt, mai gặp lại nha. Đó là sao? Chà, không biết tình hình những người còn lại thế nào rồi nhỉ? Cái gì thế này? Lối đi dẫn đến sân trường đã bị chặn lại rồi. Tịt tịt, vui lòng đâu mà khâu đây được đi qua khu vực này. Hả? Mật khẩu cái gì cơ? Và cái bản đồ kho báu đã chỉ vào phòng này. Hả? Ôi trời ơi, cái cậu nhảy lên nhìn ở đằng kia kìa. Toàn là zombie không mà. Jackie, đến lúc chúng ta phải chiến đấu rồi. Ô kìa, cái cậu nhìn này, trong hộp này toàn là vũ khí không à. Đâu? Hả? Chán thế, hình như đây đâu phải là vũ khí thợ săn đâu. Cái thứ đi dùng là tốt rồi. Jackie, đứng lên nào. Hey. Hey, chết đi. Tởm quá, cút ra đi. Ây dây, đau. Ta bực rồi nha. Được rồi, đã thấy dùng tên chiêu này. Tộc biển trảm. Jackie, cậu vừa học được kỹ năng mới à? Rồi có ở đâu, tôi bắt chước anh đi thôi. Ôi, cẩn thận. Cảm ơn cậu gì nhé, mém chết. Không có gì, tiếp tục nào. Cuối cùng chúng ta đã tiêu diệt hết tất cả lũ zombie rồi. Mọi người đều làm tốt lắm. Ồ, có lẽ đằng sau cánh cửa kia là một cái hòm kho báu đã gia kỳ. Ok, chúng ta cùng nhau vào nào. Tất cả dừng lại. Hả? Giọng của ai thế? Ôi, có cái gì cứ như đang lôi kéo tới vậy. Chuyện như thế này, tôi cần bị dính chặt vào tường rồi nè. Xin chào các cậu, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Oscar, hãy mau có muốn tới với. Mà khoan đã, tại sao cậu lại không bị dính vào tường? Oscar, từ tối đến giờ cậu đã ở đâu hả? Này, đừng có nói với tớ, Oscar chính là... Để đạt được điều ước, tôi phải làm tất cả. Thật ra, tôi đã giải mã ra ai là ma cà rồng rồi. Vì thế, tôi đã hướng dẫn Trôn và Yuri tiêu diệt hắn. Sau đó, tôi đã chặn lối đi lại để đảm bảo rằng là họ không thể đến giúp các cậu được. Tôi cũng đã ngày đêm nghiên cứu ra các khắc chế là kẻ xấu. Tất cả là vì mục đích cuối cùng của lớp học. Để đảm bảo các cậu bị dính chặt vào tường, tôi đã khéo léo gắn một cục nam châm nhỏ với lực hút cực mạnh vào người các cậu. Mọi người chỉ thấy tôi khả nghi thôi, chứ không hề thấy đến hành động đó của tôi. Hả? Tôi không để đâu đấy. Nhưng mà tại sao cậu lại làm như vậy chứ? Không phải tôi lại nói với các cậu rồi sao? Tôi có ước mơ được làm bá chủ thế giới này và hủy diệt thế giới. Trái đất này đã quá là chật chội và ô nhiễm rồi. Bệnh dịch, thiên tai, tệ nạn ở khắp mọi nơi. Nó đã biến trái đất từ một hành tinh trong xanh trở thành một hành tinh bị bệnh. Tôi muốn đưa con người sang một hành tinh khác sống. Và rút ra từ kinh nghiệm trái đất cũ, tôi sẽ tạo ra một cuộc sống nhân loại tốt đẹp hơn. Hủy diệt hành tinh này là mục đích của tôi. Bình tĩnh lại nào, có cần thiết như phải như thế không? Bình tĩnh lại đi Oscar, tương lai của chúng ta còn rất là tốt đẹp mà. Cô đừng có suy nghĩ sâu xa như thế. Oscar, tôi hiểu suy nghĩ của cậu. Nhưng mà, cậu cũng phải suy nghĩ cho mọi người chứ. Không, đó là kế hoạch của tôi. Tôi sẽ làm nó cho bằng được. Vì một trái đất trong sạch. Tôi đang bước đến gần một cái ước mơ của tôi. Tim tôi đập nhanh quá. Này Oscar, đừng có làm như thế mà. Đừng có mở cửa. Xin lỗi các cậu nhiều nhé. Nếu có dịp, tôi sẽ hồi sinh các cậu sau. Không được, cậu không được phép làm gì đó. Jackie, không.
xin lỗi nha. Không được, tôi cần phải thực hiện điều ước của mình. Tôi cần phải hơi về hành tinh này. Chuyện gì thế nhỉ? Tại sao mình lại dịch chuyển với cậu ta? Lạ thật, mà cũng rất là may nữa. Phòng gì đây? Đây là ảnh của tất cả thành viên trong lớp học mà. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, chào mừng em đến với căn phòng kho báu. Đây là một căn phòng đặc biệt vì nó có treo 14 bức ảnh học sinh trong lớp kèm với một cái nút bấm. Nếu như em nghi ngờ ai là ma sói thì hãy gạt cái cần xuống, người đó lập tức sẽ nổ tung mà chết. Em chỉ được chọn một người duy nhất mà thôi. Nghe hay quá nhỉ. Những người này là những người mình đã tin tưởng, bạn bè của mình. Chắc chắn họ không phải là ma sói hoặc là ma cà rồng rồi. Còn hai cái tên này thì có thể Vivian là luôn luôn gây sự với mình đấy. Nhưng mà mình không nghĩ cậu ta là người xấu. Còn Oscar thì nhìn qua nhìn lại thì Oscar vẫn là khả nghi nhất. Đúng rồi, phải không nhỉ? Được rồi, mình quyết định là sẽ gạt cái cần này. Oscar. Giấc mơ hủy diệt thế giới của tôi đã tan tành mây khói rồi. Mất công tôi đã chuẩn bị từ trước. Và bây giờ Oscar, tôi mong rằng là sau trò chơi này cậu hãy nghỉ ngơi và suy nghĩ lại vấn đề nhé. Đừng có mà bi quan như vậy. Không biết Vivian và John Yuri đã làm gì nhỉ? Này Oscar, thật ra cậu đang giữ lấy bài gì thế? Có vẻ như là rất là nhiều người quan tâm đến lá bài của tôi phải không? Được rồi, đây, tôi chính là dân làng. Lá bài dân làng thiệt kìa. Vậy là chúng ta lại đáng sai sao? Hồi nãy thì tôi có nhìn sơ qua căn phòng đó một chút. Thì theo tôi đoán thì phòng đó sẽ yêu cầu lựa chọn người có khả năng là ma sói nhất, và người đó sẽ bị tiêu diệt. Cậu nói thật sao? Không, xong rồi. Yaki nghi ngờ cậu nhất đấy Oscar. Cậu ta thấy chọn cậu mất. Yaki, khoan đã, cậu đừng có chọn Oscar. Oscar là dân làng đấy. Yaki ơi, cậu hãy suy nghĩ lại lựa chọn của mình nhé. Từ từ hãy bấm. Không biết là cậu ấy có nghe chúng ta nói gì từ ở bên ngoài không nhỉ? Yaki. Tiếng con gì kêu thế nhỉ? Không được mất tập trung. Hãy chọn cậu ta thôi. Cậu ta là kẻ ác. Cậu ta đã gây ra tội lỗi rất là nhiều rồi. Mình phải hồi sinh lại mọi người mới được. Từ từ. Khoan đã. Có gì đó không ổn lắm. Nghĩ lại thì hiện tại chỉ có cỡ 7-8 người gì đó còn sống thôi mà. Tại sao lại có tận 14 tấm ảnh thế kia? Bộ Mr. Caro gắn vào chơi vui à? Sao trên bàn lại có một cái đĩa thừa một ít đồ ăn vậy ta? Có người vừa ăn xong ở đây à? Cậu nói cái đĩa đó á? Tớ vừa ăn xong đây. Vào tối hôm bữa, tới lúc tớ đi ngang qua thì tớ nghe một tiếng động lạ. Tớ đã vô tình bắt gặp cậu ta bước ra khỏi căn phòng đó. Trên tay vẫn cầm một cái cờ lê. Cậu ta chặn cửa lại bằng những tấm ván gỗ. 5, 4, 3, 2, 1. Không, cuộc chiến đêm cuối cùng của 9 người lớp học ma sói bắt đầu. Khoan đã, mình nhớ là đêm cuối cùng này chỉ có 8 người thôi mà. Tại sao Mr. Carrot lại nói là 9 người? Khi mình đã lén nghịch chuyển vào căn phòng đó, nó có những thứ như là một căn phòng để ở vậy. Nhưng mà nó bừa bộn hơn. Một bộ nệm và gối, một cái tivi cũ, một cuốn tạp chí bóng rổ, đồ ăn thừa, hình như là thịt sườn thì phải, giống như là cái món đồ ăn trong canteen của BM mà mình đã phát hiện ra ấy. Một cái bàn học và rất nhiều giấy báo vụn. Căn phòng này đã được niêm phong từ cửa ra vào cho đến cửa sổ, cứ như là có người đang lén ở đây vậy, chứ không phải là phòng để phát minh. Đến tận lúc này đây, tớ phải thú thật với các cậu. Tớ đã bí mật cung cấp đồ ăn và giúp kẻ đó làm hình phạt vào ban đêm. Tớ đã nói dối mọi người là căn phòng đó dành riêng cho việc phát minh. Tớ không có ý gì đâu. Tớ chỉ muốn tiếp cận hắn để khai thác điểm yếu của hắn mà thôi. Nhờ vậy, tớ đã chế tạo thành công áo chống lại vụ nổ từ Soviet Bank và đã nhờ Daisy đưa cho Vivian. Hả? Sao giờ cậu mới nói? Không biết Jackie thế nào rồi nhỉ? Oscar, tớ cần cậu sẽ nhận lần cuối. Rốt cuộc, ai là ma sói? Việc này thì các cậu sẽ rất là ngạc nhiên đấy. Ma sói chính là... Đánh nhau mãi mà mình cũng cạn kiệt sức lực rồi. Sao mà họ tìm kho báu lâu quá vậy? Tiếng gì thế? Vivian, người đã sập bẫy của ta rồi. Ta vừa sắp đặt một phụ nữ tầm cỡ Big Bang ở cục gạch dưới chân ngươi rồi. Nếu như có ý định nhấc chân lên hoặc dịch chuyển đi chỗ khác thì toàn bộ trường học này sẽ bị nổ tung. Tất cả những người còn lại sẽ chết một cách bất thình lình. Chỉ còn mỗi hai ta sống mà thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc
số dân làng bằng số ma sói. Và ta đương nhiên là kẻ chiến thắng. À, như thế này, mình đã bị hắn gài bẫy rồi, mình không hề biết hắn ta có tài chiêu này. Giờ thì ta chỉ việc xô ngươi một cái nhẹ thôi là đảm bảo ta sẽ thắng. À khoan đã, ta thích ở hình dạng này hơn. Tôi không ngờ chiến thắng lại dễ dàng như vậy. Mày là Lucky? Không biết nào, là mày ư? Sói biết ban, vụ nổ biết ban. Những vụ nổ. Hả? Khoan đã. Vụ nổ, nếu như là một vụ nổ thì chắc chắn vụ nổ đó là ma sói chính là. Nếu mình liên kết tất cả lại với nhau thì không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn chính là người này rồi. Tôi chọn người này. Tôi không ngờ chiến thắng lại dễ dàng như vậy. Mày là mày thật là không ngờ cái đó là tao đúng không? Một người chết đang sống ngay trước mắt mày. Tao, Marcus, là kẻ còn sống. Và thậm chí tao chính là kẻ sống sót cuối cùng ở đây. Mày, tại sao mày lại vô lý? Tại sao mày lại còn sống? Thậm chí mày không đi học nữa cơ mà. Được rồi, để tao thông não cho mày nhé. Tao đi đây. Mọi người đều nghĩ rằng ta đã chết khi ấy, nhưng thực chất đó là cách mà ta biến thành ma sói. Đúng như tao dự đoán, vào lúc ấy tụi mày không hề nghi ngờ gì về tao cả. Tao đã phải trốn học để tụi mày tin rằng tao thực sự đã chết. Và ta đã đe dọa Asuka, nếu không bao che cho tao thì hắn sẽ bị tao giết đầu tiên và không thể nào thực hiện được điều ước hủy diệt tay đất của hắn. Đúng là một thằng dễ sai bảo, nhưng trốn học sẽ có hậu quả của nó. Đêm nào tao cũng bị Mr. Kairos phạt cả. Tao đã cố gắng lén lút làm trong bí mật và còn kéo theo thả cao Asuka giúp tao một tay nữa. Trong đêm thứ hai tao giỏi chết, tao đã xuống canteen để ăn thì bỗng dưng có người bước vào, đó là Yaki. Tao đã mau chóng chạy thoát khỏi đó và dặn Pierre không được tiết lộ. Mà có muốn, hắn cũng không thể nào tiết lộ được, bởi vì hắn chỉ là đầu bếp chứ không phải là người chơi. Ta đã cực khổ từng ngày sống một cách lén lút chịu đựng để có được kết quả như bây giờ đây. Tao thật cảm thấy hài lòng về điều này. Mày là cái đồ mua mẹo. Mua mẹo ư? Phải, cuộc sống đã khiến cho tao mua mẹo như vậy đấy. Ông già tao là một gã sòng hồi đen, ăn chơi không có hồi kết, và tao được sinh ra là kết quả của những cuộc vui. Còn mẹ tao thì tao không biết mặt, chỉ biết là bà ấy làm cái nghề người ta gọi là tệ nạn xã hội. Có lẽ bà sinh tao ra rồi vứt cho ông già tao đấy. Nhưng người ta đói lắm, ta sống một cuộc sống không được đi học, không có một nơi ở thoải mái. Thế là ta đã liều lĩnh đi ăn cắp ngày này qua ngày khác để có cái ăn. Tao đã bị cảnh sát bắt và bị đưa vào trại giáo dưỡng dành cho thanh thiếu niên. Ở đó tao học cùng với rất là nhiều người đầy tệ nạn như tao. Cuộc đời của tao coi như xong từ đây. Gia đình thì tệ nạn, học trường giáo dưỡng, học thức kém. Ta không thể nào hòa nhập với xã hội được. Từ cái lúc ta được sinh ra, họ đã giết chết cuộc đời tao rồi. Lớp học ma sói là cơ hội làm lại cuộc đời cho tao. Tao phải chiến thắng, đã đạt được điều ước. Tao ước tao sẽ được tái sinh trong một gia đình bình thường, không cần nhà giàu đâu, nghèo nhưng ấm áp, được xã hội công nhận, có được người bố và người mẹ thật sự. Được rồi, bây giờ mày sẽ chết. Hả? Này, mày đừng có lại gần đây. Mày bớt đi lại giùm tao cái. Ta mà thay ra được cái bẫy này á là tao sẽ cho mày một trận đấy. Mày có nghe không hả? Tao với mày có mục đích khác nhau. Mày vì lợi ích của cộng đồng, tao vì cá nhân. Sự khác nhau này sẽ khiến cho một trong hai người sẽ phải chết, và đó chính là mày. Cái quái gì thế? Hả? Chuyện gì thế? Bó không nổ. Vậy là hắn ta đi loại rồi. Liệu lựa chọn của mình có đúng không nhỉ? Để bấm đi bấm lại cho nhiều lần cho chắc ăn đã. Thế là xong. Là mày đã tới gì hắn phải không Yaki? Tao đã thương mày lần này rồi. Có vẻ như những người thắng cuộc phần này là đông nhất từ trước đến giờ đấy. Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, có phải không? Ồ không đâu, dù họ có bị mất đi trí nhớ, nhưng trong tiềm thức vẫn có một chút kỷ niệm đấy. Mong được gặp lại mọi người ở ngoài đời. Hy vọng là như thế. Điều ước sẽ dành cho người mà đã tiêu diệt ma số cuối cùng, đó chính là Yaki. Em muốn ước được gì nào? Hủy diệt thế giới, hủy diệt thế giới đi Yaki. Tôi sẽ cho cậu đi theo cùng. Rồi,
Thưa Mr. Kairos, điều ước của em đó chính là... Yaki, có vài người bạn muốn gặp cậu ở dưới nhà kìa. Ai thế nhỉ? Xin chào, lâu rồi không gặp. Tôi tí nữa thì quên. Nghe nói là vào ngày hôm đó cậu đã đấm tôi một cái thì phải. Tôi đến đây để tặng lại cho cậu một quả đây. Yaki, tôi là một người có qua có lại. Cái đêm đó cậu đấm xuyên bụng tôi, rồi lại đi đánh người trong hội của tôi nữa. Thật quá đáng. Cậu phải trả giá bằng một cú đấm của tôi. Yaki, mày đi rồi. Đến giờ solo nào. Tao sẽ cho mày biết thế nào là người Enderman mạnh nhất thế giới này. Hả? Gì? Ai biết đâu. Sắp của Ram mà chưa nhỉ? Chắc là gần khó rồi. Mm-hmm.